kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin phạm minh chính và con đường lãnh đạo bất chính ông phạm minh chính là thủ tướng của việt nam người nắm quyền điều hành nền kinh tế của cả đất nước mọi hình thức làm ăn lừa đảo không bị trừng trị đều có trách nhiệm không nhỏ của ông thủ tướng này vụ án việt á vụ án chuyến bay giải cứu cho thấy ông phạm minh chính hoặc là bất tài không quản lý được xã hội hoặc đồng lõa với những nhóm lợi ích đang tự tung tự tác trong chính phủ Phạm Minh Chính nắm trong tay các bộ mà để đến cấp bộ trưởng phải dính chàm thì lẽ ra Đảng Cộng sản Việt Nam phải xem xét lại vai trò trách nhiệm của ông Đương Kim Thủ tướng. Tuy nhiên thực tế thì chẳng có ai kỷ luật nào của Đảng dành cho ông Phạm Minh Chính trong thời gian 2 năm ông làm Thủ tướng và đem đến rất nhiều thất bại cho chính phủ. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính không thể vô can trong vụ án chuyến bay giải cứu cũng như vụ án Việt Á về quyền lực ông phạm minh chính được đảng cộng sản việt nam trao quyền lớn hơn các bộ trưởng tuy nhiên về hình phạt thì đảng đang lờ đi việc này sẽ tạo ra một tiền lệ xấu là ông thủ tướng sẽ lộng quyền đồng thời làm không hết trách nhiệm để lèo lái nền kinh tế việt nam đi cho đúng hướng nền kinh tế việt nam hiện nay đang rất tệ hại những vụ lừa đảo trong quá khứ bị nhấn chìm xuồng không một ai bị đưa ra ánh sáng với những vụ án rất nghiêm trọng Vụ đông tiền ảo iFan đã lừa được 32.000 ng người sập bẫy và hốt được tới 15.000 tỷ đồng của khổ chủ. Vụ sập sàn FXT Tade Mark khiến tiền của hàng nghìn nhà đầu tư bỗng chốc tiêu tàn. Nhà đầu tư rơi vào cảnh túng quẫn, nhiều người thì phải bán nhà, bán xe, cầm cố tài sản để đem trả nợ. Vụ này, nhóm lừa đảo đã hốt được tới 3.000 tỷ đồng của khổ chủ. Hai vụ án này cho đến nay đã hoàn toàn chìm xuồng vì con trai ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là người được cho là đứng sau nhóm lừa đảo này. Thông tin do nội bộ của Bộ Công an cung cấp ra bên ngoài cho thời báo chấm đề như thế. Tình trạng lừa đảo tại Ponsi đang là mốt thịnh hành tại Trung Quốc và nạn nhân vẫn là người dân. Hiện nay, những nhóm lừa đảo này chọn những dự án liên quan đến các sản phẩm công nghệ mới để thu hút các nhà đầu tư. Tuy cách dùng dự án là khác nhau, nhưng phong cách lừa đảo thì không khác nhau là mấy. Những dấu hiệu để nhận biết lừa đảo kiểu này là kêu gọi đầu tư làm giàu rất nhanh, rồi thì hứa hẹn trả mức lãi suất rất cao ngất ngưởng, cam kết không có rủi ro hoặc rủi ro đầu tư thì rất thấp. Nhưng chỉ hoàn vốn theo tỷ lệ cố định và rất khó rút vốn. Để hạn chế người tham gia rút vốn khi đến hạn, các đối tượng lừa đảo thường chào mời mua các gói đầu tư tiếp theo với lãi suất còn cao hơn. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính và ông Phạm Nhật Vượng. Nếu căn cứ vào những dấu hiệu chung như vậy, thì thị trường Việt Nam đang xuất hiện rất nhiều đại gia thực hiện theo cách này. Điển hình nhất là Nguyễn Thái Luyện, tổng giám đốc điều hành của tập đoàn địa ốc Alibaba với hơn 4.000 nạn nhân đã bị sập bẫy. Theo thông tin mà chúng tôi có được thì Nguyễn Thái Luyện không có người đỡ đầu như Lê Ngọc Tuấn là người thiết kế ra mô hình lừa đảo đồng tiền ảo iPhone và Hồ Ngọc Phương, người dẫn dụ nạn nhân tham gia sàn FXT, rồi sau đó đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Cho nên, chuyện bắt Nguyễn Thanh Luyện không phản ánh được chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có thượng tôn pháp luật hay không. Nó chỉ là thấy rằng kẻ lừa đảo mà không được chống lưng thì mới bị pháp luật sở gáy. Đây là hình ảnh, chưa bao giờ người dân bị lừa mất tiền nhiều như thời nay tại Việt Nam. Nguyễn Thanh Luyện và Phạm Nhật Vượng đều đang sử dụng một cách huy động vốn kiểu chứng khoán hóa bất động sản giống nhau. Tuy nhiên, việc làm của ông Phạm Nhật Vượng đang được truyền thông nhà nước mở hết công suất để tán dương. Những tờ báo hàng đầu của đảng như báo nhân dân thường xuyên đăng bài ủng hộ Phạm Nhật Vượng. Đích thần ông Phạm Minh Chính còn quảng bá cho viên khúc của Phạm Nhật Vượng rất nhiều. Dưới sự điều hành của ông Phạm Minh Chính, các nhóm lừa đảo dưới các hình thức góp vốn, mua trái phiếu công ty, vân vân đang nhả nhơ và vẫn tiếp tục đang đi lừa mà không hề bị biện pháp ngăn chặn nào. Khi nền kinh tế trở nên bát nháo, ông Phạm Minh Chính là người phải chịu trách nhiệm chứ không thể ai khác vì ông là người đứng đầu chính phủ. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người được cho là chỗ quen biết của ông Phạm Minh Chính, đã làm gì để có được những gói thầu đến như vậy? Câu hỏi được đặt ra. Và ai là người đã báo trước cho bà Nhàn và dàn cuộc thuộc hạ của bà Nhàn để họ có thể cao chạy xa bay từ rất sớm trước khi có lệnh bắt giam được đưa ra. Người ta nghi ngờ đó chính là ông Thủ tướng. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Phạm Minh Chính và con đường lãnh đạo bất chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. .d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin húc đầu vào đá liệu Vinfast của ông Vượng có còn nguyên vẹn nữa hay không. Những ngày qua báo chí trong nước so sánh Vinfast với Tesla của tỷ phú Elon Musk. Đây là những bài báo tuyên truyền cho Vin và mục đích là du ngủ người dân Việt Nam trong tình thế bị bóc phốt quá nhiều như vậy khách hàng trong nước cũng cảm thấy chùn tay khi quyết định xuống tiền tỷ để mua một chiếc xe có nhiều tay tiếng như vinfast việc khoe khoang thành tích xâm nhập được vào thị trường mỹ với khách hàng việt nam sẽ là một lợi thế rất lớn cho vinfast bởi ai cũng biết thị trường mỹ là thị trường rất khó tính hiện nay chỉ có xe của nhật bản và hàn quốc là xâm nhập thành công xe trung quốc thì bao lâu nay vẫn chưa giải quyết được bài toán làm sao vào được thị trường lớn nhất thế giới này đây cũng là lý do mà VinFast quyết định phải chinh phục cho bằng được thị trường tại Mỹ. Đây là hình ảnh VinFast đổ bộ lên thị trường Mỹ. Như tờ báo chấm đã từng có bài phân tích, VinGroup làm truyền thông rất tốt. Tuy nhiên, để phát triển bền vững thì không thể chỉ báo bản về truyền thông mà quan trọng là phải cải thiện chất lượng triệt để. Muốn tấn công vào thị trường Mỹ thì cần phải nâng cao chất lượng và đưa giá về mức hợp lý Tuy nhiên, việc này có vẻ như quá sức đối với VinFast. Cho đến nay, một số tờ báo trong nước cũng phải thừa nhận rằng báo chí Mỹ đang có các nhận định đánh giá rằng giá của xe VinFast VF8 chào bán trên thị trường Mỹ là khá cao và khó cạnh tranh với các loại xe khác cùng chủng loại. Phải chăng đây là một thế khó cho VinFast giữa trùng điệp các đối thủ cạnh tranh rất mạnh này? Lần đầu tiên một hãng xe của Việt Nam xuất khẩu sản phẩm của mình vào thị trường được coi là cái nôi của công nghiệp xe ô tô thế giới. Hành động này của ông Phạm Nhật Vượng được xem là can đảm. Tuy nhiên, danh giới giữa can đảm và không biết lượng sức mình là hết sức mong manh. Thị trường Mỹ thì lớn thật nhưng nó không dễ dãi như thị trường của Việt Nam. Chỉ cần có được chất lượng tốt thì VinFast sẽ có chỗ đứng vững chắc, nếu không sẽ bị đánh bật lại rất nhanh chóng. Đây là hình ảnh hãng Toyota vẫn xem xe xăng là một chủ lực. Hiện nay xe VinFast VF8 đang bị xăm soi và rộ lên thông tin phê bình từ một số nhà báo quốc tế. Họ cho rằng hãng xe Việt đưa đến những chiếc xe có các thông số kỹ thuật hết sức thua kém so với bản giới thiệu quốc tế trước đó cũng của hãng này. Đồng thời họ đánh giá mức giá mà đưa ra quá cao so với các sản phẩm tương tự vốn đang kinh doanh và bán hàng tại Mỹ từ rất lâu hãng tin Dot LA tại Los Angeles, nơi đặt trụ sở chính của hãng VinFast, mới đây cũng đăng bài báo tải vì viết về xe điện đầu tiên của VinFast có phạm vi hoạt động chỉ có 180 dặm nhưng vẫn có giá trên 55.000 USD. Hàm Mỹ bài viết muốn ám chỉ rằng VinFast của tập đoàn này có giá quá đắt so với dung lượng pin sở hữu. Trong thời gian ông Vượng đang chở Ủy ban chứng khoán Mỹ duyệt hồ sơ IPO thì xe VinFast bị soi rất kỹ ngay cả khách hàng Việt Nam cũng phản ánh về những lỗi sơ đẳng của VinFast thì các chuyên gia Mỹ soi còn lòi ra nhiều hơn thế nữa. Đây là hình ảnh VinFast đang có quá nhiều khuyết điểm. Được biết hiện nay hãng xe hàng đầu thế giới Toyota vẫn chưa dốc hết toàn lực cho xe điện bởi theo đánh giá của hãng này, xe xăng vẫn chưa thể đi đến hồi thoái trào mà vẫn còn rất thịnh hành. Các hãng xe xăng khác cũng đang chuyển sang xe điện một cách thận trọng hãng Porsche lừng danh thế giới đã đưa ra thị trường xe điện mẫu thay Taycan rất đẹp, chất lượng và được thị trường chào đón nồng nhiệt. Tuy nhiên, ngay chính hãng này cũng chưa xem xét xe điện là một xe chủ lực mà họ vẫn đang tập trung vào sản xuất xe xăng. Hãng Porsche của Đức hiện nay có 5 mẫu xe tung ra thị trường là 911 Panamera và một nhãn xe khác của họ. Tuy nhiên trong đó chỉ có một mẫu xe điện và số lượng tiêu thụ không nhiều như các mẫu xe xăng của họ vẫn bán. Vậy nên có thể nói thời của xe điện vẫn chưa thực sự tới nơi. Và việc xem xe điện là chủ lực và chọn một thị trường khó tính nhất để tấn công thì chẳng khác nào VinFast đang húc đầu vào đá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Húc đầu vào đá luyện VinFast của ông Vượng có còn nguyên vẹn nữa hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.